Audio Nam Định xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại đang được thưởng thức một trong những cặp loa nổi tiếng với thương hiệu sạc pin Vega đến từ Mỹ, với cặp loa sạc pin Vega Protec PS15S25 mã đến từ USA. Với cấu hình được trang bị bát súp 40 và có công suất lớn tới 1.200W trên cặp loa sạc pin Vega PS15S25 mã đến từ USA. Một trong những model sở hữu chất âm 2-in-1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke chuyên nghiệp. Quý vị lưu ý rằng khi mà tôi đã nhắc tới từ chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những cặp loa cực kỳ là tuyệt vời. Với uy lực mạnh mẽ của công suất 1.200W có thể khiến cho tường hàng xóm cũng phải dùng bất kỳ lúc nào trên cặp loa bát súp 40, trung kèn và check kèn. Với độ nhạy cao của model này lên tới 128dB trên trở kháng 8 ohm, trọng lượng nặng tới 70kg, sở hữu chiều cao 72cm, ngang tới 50 và hậu sâu tới 43cm trên cặp loa sạc pin Vega, một trong những model được sản xuất tại Mỹ, hay còn gọi cách khác là hàng nòi đến từ Mỹ. Còn tuyệt đẹp với phần thùng gỗ và được bọc một lớp da rất sang trọng trước máy quay. Phía bên trên tôi đang phối ghép cho một con đẩy CK3800 Acuphase, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng và cũng là bài thuốc đặc trị cho những model này, sở hữu chất âm 2-in-1, vừa nghe nhạc lẫn vừa hát karaoke chuyên nghiệp cho những căn phòng khách gia đình từ 50 tới 100m2 hoặc lớn hơn, hoặc các nhà hàng quán bar. Chúng ta có thể trưng dụng những tuyệt phẩm loa này với uy lực mạnh mẽ và sự thể hiện cực kỳ là chi tiết. Trước cấu hình mà tôi đang giới thiệu chi tiết trước máy quay, anh em cùng nghe và cùng tham khảo lại cấu hình này một lần nữa. Đang được thưởng thức chất âm nổi, hay còn gọi là âm thanh nổi stereo của cặp loa sạc pin Vega model Protec S15 25 mã đến từ Mỹ. Với cấu hình trước máy quay, chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa. Sở hữu chiều cao của phần thùng gỗ được bọc ra, các góc cạnh được kè rất đẹp và rất sang trọng trên cặp sạc pin Vega Protec 15S25 mã. Cao 72, chiều ngang 50cm. Hậu của nó sâu tới 43 phân, trọng lượng cặp loa này rơi vào khoảng 70kg. Với công suất lên tới 1.200W trên trở kháng 8 ohm và nó có độ nhạy cao 128dB. Quý vị thấy rằng những cái tiếng róc rách được phân tách rõ ràng với ba giải gồm bát súp 40, trung kèn và check kèn trên cặp loa tuyệt vời này, rất sang trọng. Về phía mặt trước của cặp loa này được trang bị một bát súp siêu trầm. Màng của nó là màng giảm chấn. Quý vị thấy rằng cái mặt của nó phía trước, mặc dù chúng ta thấy rằng nó nhẵn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được các cái gân sóng được dập nổi ăn vào phía sau lưng, cho thấy rằng trên cặp loa bát súp 40 và cái ống hơi đường kính phi 100 thở về phía mặt trước này, chất âm cực kỳ là mạnh mẽ cho giải trầm, uy lực rất lớn và rất mạnh.
khí hát hò, chúng ta có thể thoải mái mà vặn cái volume, hoàn toàn sẽ yên tâm và sẽ rất là đã hai cái lỗ tai với những cảm giác mạnh cho karaoke chuyên nghiệp và cho nhạc sàn hay nhạc remix. Xương đúc và nam châm từ rất lớn, gân vải của nó là gân vải form cong hai sóng tẩm dầu siêu bền, nó có độ bền tới hàng nhiều năm. Chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm với quả bát súp màng giảm chấn. Đây là ưu điểm đầu tiên của cặp Zephyrin Vega Protect 15S 2 Nam Mã. Quý vị lưu ý rằng 2 Nam Mã là hết tầm chơi. Phần bên trên của cặp Zephyrin này được trang bị một quả kèn. Đây là quả trung kèn rất lớn, với đường kính miệng của nó lên tới gần 30cm, cao tới 20 và củ từ của nó lớn tới trên 16 phân. Đây là một quả kèn cho lời hát cực kỳ là tuyệt vời khi nghe nhạc cũng như khi karaoke chuyên nghiệp, và đồng thời còn được trang bị một quả check kèn. Trên những model này được trang bị 3 way, bát súp siêu trầm, trung âm kèn và check kèn. Như vậy, 3 giải phân tách thì chúng ta có thể thấy được rằng chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Với công suất lớn tới 1200W trên cặp Zephyrin Vega này và trở kháng 8 ohm, nó có độ nhạy cao 128 dB, còn mới và đẹp long lanh trước máy quay. Quý vị có thể thấy được rằng giá trị của những cặp loa đến từ Mỹ. Với thương hiệu Zephyrin Vega thì tôi lưu ý rằng có những model sản xuất tại Mỹ và có những model sản xuất tại châu Á, ví dụ như là Philippines hay là Singapore, đó, hay là thậm chí là Taiwan. Với Zephyrin Vega Protect 15S 2 Nam Mã được sản xuất, được gọi là hàng nòi đến từ Mỹ, chúng ta sẽ thấy được rằng giá trị của nó là đẳng cấp đích thực. Phần bên trên tôi đang phối ghép cho cặp loa này để đảm nhiệm chất âm cũng như cấu hình hạng nặng này là một con đẩy Acouphase CK3008 rất đẹp và rất sang trọng. Nó được trang bị tới 3 kênh. Đó, quý vị quan sát cái máy này, được làm chi tiết và nó đẹp tới từng cọng dây. Đó, quý vị nhìn từng cọng dây của nó thì đã phê rồi. Công suất tới 3800W. Nó có thể đánh một lúc được tới 2 cặp loa. Rất là tuyệt vời. Phía bên hông của cặp Zephyrin này là hai cái tay cầm rất là chắc chắn, rất bệ vệ. Và phần thông số phía sau lưng thì nó được trang bị hai rắc chuyên nghiệp, rắc Canon. Đó, hai rắc bắp chuối. Zephyrin Vega Protect PS 15S 2 Nam Mã đến từ USA. Với phần thông số chúng ta đã thấy rõ trên cặp loa. Và đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng cấu hình chuyên nghiệp, hạng nặng, có thể chơi cho mọi không gian mà quý vị có thể điều trị những nhà hàng, quán bar hay là những căn phòng khách lớn, mang lại cảm giác mạnh khi nghe nhạc cũng như khi karaoke. Nó có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc, từ nhạc bolero, nhạc trữ tình, sàn với remix thì quý vị được gọi là lên sàn luôn rồi. Với karaoke thì đây là những cặp là rất ít có đối thủ có thể so đo. Quý vị cùng quan sát này, tôi đang mở tín hiệu từ TV. Và phần phía sau là tôi đang kết hợp với vang và mic, con Vanker Dynetic CS10 và mic Shure UGX23 4 râu mà anh em cùng. Kèn gõ rất phê, trống đánh thì còn hay hơn rất nhiều. Yeah.
phê không ạ? Những cái tiếng gõ xóc xách rồi là bát của nó thả rất là sâu và rất là uy lực, mang lại chất âm cực kỳ là tuyệt vời, chi tiết trên cặp loa chuyên nghiệp cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke ở những căn phòng khách lớn, xứng đáng với thương hiệu và đẳng cấp của USA, nhất là thương hiệu Shark Vega. Những năm gần đây, nhất là một vài năm gần đây thì được rất là ưa chuộng và săn tìm trên thị trường audio, bởi vì chất âm của nó rất là tuyệt vời khi sở hữu cho nghe nhạc và karaoke chuyên nghiệp ở những căn phòng khách lớn. Với mức chi phí thì cũng không quá đắt đỏ đâu ạ, còn đang rẻ hơn cặp Bose 6 này một series 2 thôi, chứ không nói là series 3, cũng kha khá. Nhưng đẳng cấp khi mà hát karaoke cũng như là uy lực mạnh mẽ thì chắc chắn phải gấp vài ba lần cặp Bose là điều không bàn cãi nữa rồi. Khi mà chúng ta chơi những cặp loa này thì uy lực của nó rất là mạnh, và cái tay vặn volume thì quý vị không phải run run tay đâu ạ, cứ thoải mái mà vặn đi ạ. Khi nào mà cảm thấy tường nhà thì đã rung lên bần bật rồi, hoặc là nhà hàng xóm thì cũng phải rung rồi thì mới chậm chậm cái tay lại thì cũng chưa muộn đâu ạ. Và hoàn toàn yên tâm với hệ thống loa, nó rất là bền bỉ với những cặp loa hàng nòi được sản xuất tại Mỹ. Bởi vậy tôi cũng có thể nói với quý vị rằng một trong những tuyệt phẩm mà khi chúng ta sở hữu kết hợp cho vừa karaoke vừa nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời, trong phân khúc tầm giá ở ngưỡng trên 20 triệu đồng cho cặp sạc VinVega 15S 2 là mã đến từ Mỹ, và còn đẩy Acuphase, một trong những bài thuốc đặc trị cho những cặp loa lớn khó đánh, rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Quý vị và anh em đăng ký kênh theo dõi và ủng hộ kênh để đáp lại lòng mong mỏi của toàn thể quý vị, thì tôi sẽ còn cập nhật rất nhiều những tuyệt phẩm loa nữa mà được sưu tầm và tuyển chọn từ những thương hiệu lớn trên thế giới, và sẽ liên tục được cập nhật trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quá to, ở đây tôi đang mở từ TV thì tùy theo từng bài hát nó đánh rất là kinh khủng. Đó, quý vị nghe cái tiếng trầm đồ đạc trong cửa hàng đã phải kêu lên đào đào. Khiến em vừa lòng thơ ấy bên nhóc không phải bài cỏ lùi lòng anh và anh em phạm cổ bài vượt mà chúng ngại như là ta cổ tiền tiền đường kiếm mấy lắm đẫm trời chất để cho đàn em lè, còn mấy em ghẹ thì hẹn lấy khen đề, nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng trời đã công việc xong xuôi. Xung quanh anh toàn là ghê đẹp.